Xin chào, hãy gặp nhân vật chính của ngày hôm nay trước đi. Con chào mọi người đi. Hello. Cũng tạm được, nó kén ăn lắm, mình ốm nhom mà. Chưng thêm đồ bổ cho nó ăn có chừng Lan. chứ. Cô đến rồi hả? Phải đó, má con mời cô đến đó. Hôm nay mừng con đoạt giải trong cuộc thi trung văn. Phải đó, tôi còn mời những người bạn khác đến dự. Cô Lệ, lát nữa con lấy phần thưởng cho cô coi. Cũng nhờ cô con mới lấy được giải này đó. Đâu phải, là Lily thông minh thôi mà. Bây giờ con sẽ giành lấy phần thưởng cho cô coi. Được, mau lên. Ý, sao cô đến một mình, bạn trai đâu? Tôi không có bạn trai. Với điều kiện của cô làm sao không có bạn trai chứ. Chắc chắn cô kén quá. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu một người bạn cho cô quen. Có thể hai người sẽ hợp nhau. Chuyện này tùy duyên đi. Phụ nữ coi trọng sự nghiệp, coi chừng lỡ mất cơ hội tốt đó. Ý, mới nhắc thì anh đến kìa. Vincent. Amanda. Nè, giới thiệu người đẹp cho anh quen nha. Vincent. À, cô Lệ. Cô Lệ là cô giáo dạy kèm cho Lily. Rất vui được làm quen với cô Lệ. Gọi tôi là Kelly được rồi. Vincent tốt nghiệp tiến sĩ ở Harvard, là người hùng trong ngành ngân hàng. Anh vẫn còn độc thân. Amanda, em đừng quảng cáo anh như vậy. Em coi, khiến Kelly không biết nói sao với anh đó. Vậy tức là anh chê em cản trở. Vậy em giao cô lại cho anh chăm sóc nha. Cô đừng trách Amanda nhiệt tình quá. Thật ra đó chỉ là lòng tốt của cô dành cho bạn thôi. Tôi biết. Anh à, sao anh về trễ vậy? Đã nói là tổ chức tiệc cho Lily mà. Xin lỗi, công ty anh có nhiều việc quá. Vừa lo xong thì lập tức về liền. Anh coi, rất nhiều bạn đến dự. Cả cô Lệ em cũng mời tới. Vậy sao? Xem cuộc tiếp đãi cô ấy đi. Em đã nhờ Vincent tiếp đãi cổ. Nè, mau vào tiếp bạn đi. Rượu này có đủ không? Được rồi, xin chào. Chào anh. Chào. Để tôi lấy thêm cho mấy anh mọi nha. Mọi người cứ tự nhiên. Anh tiếp đãi mọi người đi. Ok. Quả là rất ngon. Với lại tôi thích vị không mặn lắm. Không ngờ cô lại thích ăn tương cá. À, vài ngày nữa có một loại beluga của Iran còn ngon hơn nữa. Tôi cũng không ngờ anh thích ăn tương cá. Thích đến độ tự mở một cửa hàng kinh doanh. Món ngon rất dễ khiến người ta vui vẻ mà. Lại có thể làm dịu áp lực công việc. Vincent. Jason. Cuối cùng có thể gặp người bận rộn như anh rồi. Sao hả? Lâu rồi không có trở về. Cô tìm Amanda nói chuyện đi. À, là Amanda kêu tôi nói chuyện với Kelly đó. À phải, giờ này anh bận gì? Tôi không phiền hai anh nói chuyện. Tự nhiên nha. Lần nữa gặp lại. À, mấy cô gái trước đây Amanda giới thiệu cho tôi đều không có hợp. Cô Kelly rất tốt. Cô đòi hỏi cao lắm. Jason, anh không được đó nha. Quen biết cô gái tốt với Kelly, không giới thiệu cho tôi biết, anh đi là không phải bạn đó. Anh nói cái gì vậy? Cô Lệ. Kelly. Kelly, để anh đưa em về. Tại sao lại để anh ấy té xuống nước chứ? Thực sự anh không kiềm chế được. Em biết rõ là anh có ý với em. Em còn nói chuyện vui vẻ với ảnh. Anh nổi giận cũng bình thường thôi. Anh có biết hôm nay em đến dự buổi tiệc này, nhìn thấy vợ chồng anh là chủ buổi tiệc. Giờ anh còn giới thiệu bạn trai cho em quen. Em cũng đâu có giận lẫy với anh. Tại sao ngay cả việc em quen biết bạn anh cũng can thiệp vào chứ? Ý anh không phải vậy. Cũng vì anh yêu em nên mất kiểm soát thôi. Em lo anh sẽ tiếp tục mất kiểm soát như vậy. Em nói cho anh biết, Bành Cẩm Thu đã biết chuyện của chúng ta. Em nghĩ tạm thời chúng ta nên xa nhau một thời gian đi. Ủa, anh nói đưa cô Lệ về mà, sao quay về mau vậy? Không, cô nói là cô đón taxi về được rồi. Chắc là cô giận anh đó. Vừa rồi cổ chạy Vincent nói chuyện vui vẻ, bị anh làm hỏng hết. Nếu là em cũng giận. Cô Lệ, cô không có yêu Vincent đâu. Em đừng có nhiều chuyện quá được không? Sao lại biết cô không yêu? Em đừng làm ba cái chuyện mai mối. Em thân với người ta lắm sao? Em thấy cổ thương Lily nên em coi cổ là bạn thân. Người ta chỉ dạy kèm Lily thôi, chứ không phải xã giao với em biết không? Em đừng làm phiền người ta nữa. Người ta muốn từ chối em lại không biết. Em thấy cổ và Vincent rất xứng đôi nên muốn tác hợp cho họ thôi. Cho dù cổ thật sự không thích, anh cũng đâu cần nóng giận như vậy. Anh xin lỗi.
Chắc tại gần đây công ty có nhiều việc quá. Không sao, em nhờ chị Kim pha trà sâm cho anh uống rồi. Chị Ba, điện thoại chị kêu kìa. Cô đỡ nó kêu đi. Chị không ăn nữa, em ăn đi. Sao lại đứt chứ? Chị Ba, chị không sao chứ? Em làm gì vậy? Hôm nay chị không muốn ăn lắm. Đâu có gì đâu. Ra ngoài ăn đi, chị phải chuẩn bị bài nữa. Chị Ba, có phải chị và anh chàng Thủy Tinh này cãi nhau không? Tụi em thấy suốt đêm tâm trí chị cứ bần thần, lại không chịu nghe điện thoại nữa. Hai đứa đừng có nhiều chuyện quá. Tụi em chỉ lo cho chị thôi. Thật ra anh cũng rất tốt. Anh biết chị thích Thủy Tinh cho nên thường xuyên tặng quà Thủy Tinh cho chị. Nhìn chị bao năm nay nhận biết bao nhiêu hộp quà thì biết anh là người chung tình rồi. Chị không có nghi ngờ tình cảm anh dành cho chị. Nếu vậy thì chị đừng giận anh lâu quá. Cho anh một cơ hội cũng tức là cho mình một cơ hội đó. Phải đó. Chị Ba, chị chăm sóc tụi em bấy lâu, tụi em cũng muốn chị tìm được người có thể chăm sóc chị. Hai em không hiểu đâu. Chị và anh còn có rất nhiều gánh nặng. Không có gì đâu, sao vậy? Chị nói là không có gì rồi mà. Mau ra ngoài ăn cơm đi, đoạn nguội hết rồi. Đừng cản chị làm việc nữa. Ra ngoài. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì em cứ nói đi. Thật sự anh không có hiểu cảm nhận của em. Tấm thẻ này em trả cho anh. Em làm cái gì vậy? Anh hiểu ý em là sao? Tấm thẻ này trước giờ em chưa từng xài. Tiền anh cho em vẫn còn ở trong này. Em quyết định không muốn làm vật phụ thuộc của bất cứ ai nữa. Trước giờ anh không hề coi em là vật phụ thuộc của anh. Tấm thẻ này là tấm lòng anh dành cho em. Em biết mà. Nhưng vấn đề không chỉ là như vậy. Anh cũng biết lúc trước em gắng gượng biết bao nhiêu lâu mới có thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Là vì anh rất tốt với em. Anh cũng rất yêu em nữa. Có lẽ vì lúc đó em còn nhỏ không biết suy nghĩ. Em không có nghĩ đến chuyện sau này. Nhưng chúng ta ở bên nhau đã 12 năm rồi. Cả bản thân của em cũng không dám tin tại sao chúng ta có thể ở bên nhau 12 năm trời như vậy. Rất là đơn giản. Bởi vì cả hai chúng ta đều yêu thương nhau. Nhưng đâu phải hai người yêu thương nhau là được đâu. Anh có biết vấn đề lớn nhất giữa anh và em là chúng ta mãi mãi không thể cho ai biết. Chúng ta không có tương lai, cũng không có lối thoát. Kelly, em cũng biết mà. Anh và Amanda là hôn nhân chính trị, dính líu tới hai gia tộc. Không thể nói bỏ là bỏ được. Em biết, em biết đã lâu rồi. Cho nên em chưa bao giờ yêu cầu anh ly dị mà. Cho đến khi anh có đứa con thì em càng không thể phá hoại gia đình của anh. Thật ra em đang làm cái gì? Thật là em không muốn tìm niềm vui trong sự đau khổ nữa. Em không muốn giấu vợ anh. Em không muốn gạt cả hai đứa em của mình. Em rất cảm ơn anh luôn yêu thương em. Nhưng thật sự em không muốn như vậy nữa. Chúng ta dứt khoát một chút chia tay đi.